cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với Mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Phước đến từ thiện lương, qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Thanh Tâm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phước đến từ thiện lương. Walter Soares là đạo diễn phim nổi tiếng người Brazil. Trong một lần chuẩn bị cho bộ phim mới của mình, Walter đã tới vùng ngoại ô ở phía tây thành phố. Và tại đây, khi đứng trên quảng trường trước nhà ga, thì ông gặp một cậu bé đánh giày, khoảng hơn 10 tuổi. Cậu bé hỏi: "Thưa ông có muốn đánh giày không ạ?" Walter cúi đầu nhìn đôi giày da bóng loáng dưới chân mình, rồi lắc đầu từ chối. Khi ông vừa quay người bước đi, thì đột nhiên cậu bé gọi từ phía sau. Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng, ánh mắt nhìn ông như đang van nài. "Ông ơi, cả ngày hôm nay cháu chưa được ăn gì cả. Ông có thể cho cháu mượn chút tiền không ạ? Từ ngày mai, cháu sẽ đánh giày chăm chỉ hơn. Đảm bảo là sau một tuần cháu sẽ trả lại tiền cho ông." Walter động lòng trắc ẩn. Ông bèn lấy ra vài đồng xu, đặt vào tay cậu bé. Cậu bé rối rít nói lời cảm ơn, rồi chạy vụt đi. Walter lắc đầu. Những đứa trẻ sành sỏi sự đời như thế, ông đã gặp nhiều rồi. Và rồi ông lại cuốn vào vòng xoáy bận rộn với bộ phim mới, nên cũng quên luôn chuyện cậu bé mượn tiền. Bẵng đi một thời gian, ông lại có dịp đi qua nhà ga ở ngoại ô phía tây thành phố. Bỗng nhiên, một bóng dáng gầy guộc và nhỏ bé vẫy gọi ông từ xa. "Ông ơi, ông đợi một chút ạ." Tới khi cậu bé mồ hôi nhễ nhại chạy đến đưa cho ông vài đồng xu, thì Walter mới nhận ra đó là cậu bé đánh giày ngày nào. "Ông ơi, cháu đợi ông ở đây lâu lắm rồi. Hôm nay cuối cùng cháu cũng trả lại tiền cho ông." Walter cầm đồng xu ướt nhẹp mồ hôi. Đột nhiên trong lòng ông trào lên một luồng hơi ấm áp. Ông đặt các đồng xu vào tay cậu bé, cười và nói với cậu rằng: "Ngày mai cháu tới văn phòng công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố tìm ông nhé. Ông sẽ dành cho cháu một điều bất ngờ." Hôm sau, nhân viên công ty điện ảnh nói với Walter rằng trước cửa có một vài đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang đứng đợi. Cậu bé đánh giày nhìn thấy Walter bèn chạy đến và vui vẻ thưa rằng:
Thưa ông, các bạn ấy đều mồ côi, lưu lạc giống như cháu. Các bạn ấy cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ. Walter, không thể ngờ rằng một đứa bé vô gia cư, nghèo khó, lại lương thiện đến thế. Vì vậy, ông đã quyết định chọn cậu bé đến về làm diễn viên chính trong bộ phim mới của mình. Ông đã giải thích lý do cậu được miễn thi tuyển như sau. Vì sự lương thiện của mình, cháu không cần phải thi sát hạch. Suy gẫm, có lẽ khi đọc xong câu chuyện này, lòng bạn thấy vui cho đứa bé đến giày lương thiện phải không? Câu chuyện này là một bằng chứng thiết thực cho câu tục ngữ ở hiền gặp lành. Có hai câu hỏi xin mạn phép đặt ra. Thứ nhất, nếu các bạn ở địa vị ông đạo diễn, bạn có làm như ông hay không? Thứ hai, nếu các bạn ở địa vị đứa bé 10 tuổi đánh giày, bạn có làm được như cậu bé không? Bây giờ, chúng ta sẽ đặt mình ở vị trí Walter, xem sao bạn nhé. Walter đã làm được hai việc thiện lành ở hai mức độ khác nhau. Đầu tiên, ông đã động lòng trắc ẩn trước lời khẩn cầu của cậu bé mới 10 tuổi, đã phải lăn lộn với đời để kiếm sống. Câu nói: cả ngày hôm nay cháu chưa được ăn gì cả. Đây là một câu nói làm cảm động lòng người mà bất cứ ai khi nghe đến đều thấy xao xuyến trong lòng. Đó chính là chìa khóa mở cửa trái tim người nghe. Chính vì vậy, mặc dù trong lòng ông đạo diễn nghĩ đây là một đứa trẻ sành sỏi sự đời, khiến ông phải lắc đầu, nhưng ông vẫn mở hầu bao, đặt vài xu vào tay cậu bé. Có thể ông đạo diễn lắc đầu vì thấy bất nhẫn cho một xã hội mà những đứa trẻ còn non trẻ, mới 9-10 tuổi đầu, đã phải bươn chải để kiếm sống. Cũng có thể ông đã lắc đầu vì thấy cái bất nhẫn trước đứa trẻ mà ông nghĩ là sanh đời, mà ông đã từng gặp nhiều. Nên mặc dù cậu bé đề cập với ông về việc mượn tiền, nhưng vài đồng xu ông đã bỏ ra, có thể ông không nghĩ sẽ được hoàn trả. Ông đạo diễn đã làm phước, bất chấp món tiền bỏ ra có được hoàn trả. Còn bạn thì sao? Chính vì Walter không nghĩ là món tiền nhỏ đã bỏ ra kia sẽ được hoàn trả, nên khi ông cầm lấy mấy đồng xu ướt đẫm mồ hôi mà đứa bé cưa cực kia đã chờ đợi ông thật lâu để được hoàn trả, trong lòng ông dâng trào một luồng hơi ấm áp. Đó là một tình cảm dâng trào trong lòng người, chứng kiến một nhân cách lương thiện tốt lành vẫn còn tồn tại trong thế giới đua chen mà con người phải đấu tranh chật vật để sinh tồn. Hơn thế nữa, nhân cách lương thiện đó là của một cậu bé 10 tuổi phải cực khổ kiếm sống từng ngày, phải đánh giày chăm chỉ hơn trong một tuần để kiếm được tiền hoàn trả. Chính vì vậy, ông nhanh chóng quyết định cho việc làm thiện lành thứ hai mà ông sẽ làm cho đứa bé lương thiện này. Quyết định giúp người xuất phát từ tấm lòng nhân ái của Walter cùng sự thiện lành của cậu bé 10 tuổi đều đẹp lòng Chúa. Chính vì vậy mà cả hai cùng được phước. Cậu bé được sự giúp đỡ kịp thời và có được niềm vui bất ngờ có thể giúp thay đổi cả đời sống cậu. Còn Walter thì có được sự ấm áp trong lòng mà Chúa ban cho và khích lệ một trái tim nhân hậu. Đáng khen thay, cậu bé đánh giày cơ cực đã có một trái tim chân thật, tràn đầy lòng tự trọng và tình yêu thương dành cho người khác đồng cảnh khổ như mình. Hãy chú ý cách cậu bé đặt vấn đề với Walter. Cậu đã không nói: ông ơi, cả ngày hôm nay cháu chưa được ăn gì cả. Ông có thể cho cháu xin chút tiền không ạ? Mà là một sự cam kết trả lại món tiền cậu mượn. Cậu có cả một chương trình cụ thể và thời hạn hoàn trả cụ thể, để việc có tiền trả nợ là một việc khả thi. Ở hoàn cảnh cơ cực của cậu bé, xin vài xu từ người qua đường khá giả như Walter
là một việc hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng cậu bé đã không làm như vậy. Đó là sự tự trọng. Cho dù túng thiếu, cũng không tùng quyền làm điều sai trật. Trong khi có lắm người trưởng thành, có nhà cửa đề huề, mà khi nhìn ngó những món tiền nhàn rỗi của người khác, đã không ngại miệng nói chữ, cho mượn đỡ, và sẽ hoàn lại, nhưng không biết lấy gì để mà hoàn lại, và khi nào hoàn lại, hoàn toàn bất định. Cũng có không ít kẻ đi lường gạt người quen biết bằng những thủ đoạn tinh vi hoặc làm trồng làm tréo để nuốt luôn khoản tiền lớn đã vay mượn. Hãy nhìn vào tấm gương ngay thẳng, chân thật của cậu bé nghèo để học biết cách cư xử đời thường cách phải lẽ. Và Chúa luôn ban thưởng những người sống chân thật, ngay thẳng, lương thiện. Có một chi tiết quan trọng trong cách suy nghĩ của cậu bé đánh giày. Khi được Walter, một người giàu có đang có một văn phòng, công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố, hứa hẹn sẽ dành cho một điều bất ngờ. Cho dù cậu không biết điều bất ngờ là gì, cậu vẫn muốn chia sẻ điều tốt lành mà cậu nghĩ là sẽ có được với bạn bè đồng cảnh ngộ. Câu giải thích mà cậu trình bày với Walter. Thưa ông, các bạn ấy đều mồ côi, lưu lạc giống như cháu. Các bạn ấy cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ. Là một bài học về sự biết chia sẻ tình yêu thương mà người trưởng thành như chúng ta cần học hỏi. Là cơ đốc nhân, người thật lòng theo Chúa, biết được sự phước hạnh của một đời sống thật sự có Chúa Giê-xu làm chủ. Sự phước hạnh không gì có thể sánh được cho mọi con người. Đó là tội mình được tha, linh hồn mình được cứu khỏi hỏa ngục. Chính vì mỗi người biết mình có tội, nên từ trong thâm tâm, luôn tìm mọi cách để làm việc thiện, làm phước, để hy vọng rằng tội lỗi mình được bôi xóa. Dù vậy, thì mọi cố gắng thoát khỏi gánh nặng tội lỗi bằng sức riêng của con người là vô vọng. Một người có tên là Paulo, được hơn 1/3 dân số trên thế giới gọi là thánh nhân. Qua kinh nghiệm của đời mình, ông đã thốt lên: vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Điều này được chép trong Kinh Thánh sách Cô-rinh-tô nhắc chương 13 câu 3. Và lời Chúa qua tiên tri Ê-sai cũng cho biết: chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Ê-sai 64 câu 6. Vì thế, con người được cứu khỏi hình phạt nơi hỏa ngục vì tội lỗi mình, không phải bởi làm điều thiện, nhưng bởi đức tin nơi ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và khi đã được cứu bởi đức tin nơi Đấng Christ, việc làm điều thiện sẽ là một hệ quả tất yếu và tốt lành của người tin Chúa. Nhưng phải biết rằng, làm điều kiện không đủ để con người được cứu khỏi tội lỗi và hỏa ngục. Để thay cho lời kết, một câu hỏi nữa được đặt ra cho mỗi cơ đốc nhân tự trả lời với mình và với Chúa. Cậu bé trong câu chuyện khi nhận được tin vui đã chia sẻ niềm vui đó cho các bạn của mình. Còn bạn có sẵn lòng chia sẻ cho người chưa biết Chúa về ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã ban cho bạn không? Bạn có muốn người khác cũng được phước như bạn không? Kính thưa quý thính giả, trong đề mục phỏng vấn và giải đáp niềm tin hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe lời giải đáp của mục sư Trần Thái Sơn qua một câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được trong tuần qua. Hỏi có nội dung như sau: tôi tin và biết rằng loài người chúng ta phải có một đấng tối cao nào đó đang nhìn thấy mọi việc xảy ra dưới trần gian này. Và đối với chúng tôi là những người chưa tin Chúa, chúng tôi gọi chung đó là Thượng Đế hay Ông Trời.
Và vì tin như thế, cho nên chúng tôi cố gắng sống không làm những điều xấu mà làm nhiều việc thiện. Như vậy sau khi chết, lẽ nào chúng tôi phải xuống địa ngục sao? Giờ đây chúng tôi xin kính mời Mục sư Sơn dùng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan Chúa ban cho Mục sư để làm sáng tỏ câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu lên, để cho chúng tôi cũng như quý thính giả được rõ ràng hơn. Xin trân trọng kính mời Mục sư. Cảm ơn Chúa về những lời của vị thính giả đã viết ra đối với Đức Chúa Trời, hay là Thượng Đế, hay là Ông Trời, như người Việt Nam chúng ta thường xưng gọi. Vị thính giả của chúng ta dù chưa tin Chúa đã nhìn nhận có một đấng tối cao là Đức Chúa Trời, cũng tin rằng Ngài thấy nhìn thấy hết mọi việc xảy ra trên trần gian này. Và đấng tối cao là Đức Chúa Trời đó không chấp nhận những điều xấu. Nói theo ngôn ngữ Tin Lành chúng tôi, điều xấu đó là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh là lời Chúa. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì hơn thế nữa, vị thính giả của chúng tôi cũng nhìn nhận sau khi chết, những người không tin Chúa Giê-xu phải xuống như địa ngục. Thật, vị thính giả của chúng tôi là người đáng quý biết bao. Trong một thế giới đang bước vào thời kỳ mà Chúa Giê-xu từng phán tội ác thêm nhiều, thế mà còn có những người như vị thính giả có lòng hướng thiện. Kinh Thánh là lời Chúa phán: kính sợ Đức Chúa Trời ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết đấng thánh là đó là sự thông sáng. Căn cứ theo lời Chúa phán, tôi xin gửi đến vị thính giả có câu hỏi hôm nay lời chúc mừng. Vì Chúa kể bạn đã bắt đầu trên đường khôn ngoan và là người thông sáng. Vấn đề là bạn thính giả của chúng tôi sau khi nhìn nhận tất cả những điều vì Chúa, thay vì làm theo điều Chúa dạy để không phải đi xuống địa ngục hình phạt đời đời, lại đi cố gắng sống không làm những điều xấu mà cố gắng làm nhiều điều thiện. Sự cố gắng của vị thính giả làm tôi nhớ đến câu nói của người Việt Nam xưa thường nói: cả đời làm lành, lành chưa đủ, một ngày làm ác, ác đã có dư. Bạn thính giả đã cố gắng không làm những điều xấu, vậy thì bạn đã tránh được bao nhiêu điều xấu để không làm? Bạn thính giả của chúng tôi đã cố gắng làm nhiều điều thiện, vậy thì bạn đã làm được bao nhiêu điều thiện rồi? Và những điều thiện đó, chính bạn cũng nhìn nhận chưa đủ để bạn khỏi phải đi xuống địa ngục. Sách viết về Đức Khổng Phu Tử ghi lại rằng: và cuối đời biết mình sắp chết, vị thánh nhân đã thốt lên: ước gì thêm cho ta vài năm nữa để nghiên cứu kinh dịch, hầu bớt đi những lỗ nhỏ. Một người như Đức Khổng Tử đã sống quá 70 năm trên đời, được hậu thế tôn xưng là thánh là hiền. Cuối cùng nhìn nhận mình chỉ mong bớt đi những lỗ nhỏ, không dám nghĩ đến bớt lỗ lớn. Thì tôi với bạn thính giả là ai mà dám mong cố gắng tránh những việc xấu, làm nhiều việc thiện, hầu khỏi bị quăng vào địa ngục? Kinh Thánh cũng ghi lại một vị hoàng đế nổi tiếng của dân Israel vào khoảng 1.000 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, đó là vua David. Vị vua đầu tiên đem lại sự thống nhất và hùng mạnh cho nước Israel từ những năm đầu lập quốc. Với tư cách là một vị vua, David đứng ở vị trí chỉ để tuyên phạt hay là tha tội cho thần dân. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là Thượng Đế hay Ông Trời, vua David đã nói về chính ông: kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Một vị vua lừng danh còn nhận mình là tội nhân trước Chúa, thì bạn với tôi là ai mà còn cố gắng làm lành làm thiện để hết tội, hầu không bị quăng vào địa ngục? Một vị thánh khác được phân nửa dân số thế giới ngày nay tôn xưng là thánh, đó là Thánh Phaolô. Bạn thính giả hãy nghe Thánh Phaolô nói về cố gắng của mình tránh điều xấu, làm điều thiện. Vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Một thánh nhân vĩ đại như Thánh Phaolô mà còn xác nhận
làm lành không được thì bạn với tôi là ai mà dám cho rằng mình làm lành được. Tôi thấy tâm trạng và ước muốn của bạn thính giả cũng như tâm trạng của vị thánh nhân là Khổng Tử, như của vua David, như của thánh Phaolô, chắc chắn cũng là của tất cả mọi người trên đất, ngay cả những tên cướp giết người không góp tay. Tôi nói vậy vì cá nhân tôi đã từng được gặp và ở cùng nơi với một số người vốn là những tên cướp giết người, bắt cóc người chuộc mạng, oai trấn một thời một vùng. Nhưng vào những giờ phút riêng tư, những người dữ tợn đó cũng ngồi lại bộc lộ tâm trạng. Họ muốn làm lành lánh dữ, huống chi bạn thính giả của chúng tôi. Rõ ràng vấn đề là ai cũng muốn làm lành lánh dữ, nhưng mà lực bất tòng tâm. Muốn làm mà làm không được, làm không trọn. Có thể bạn làm thiện nhiều hơn tôi, bạn sống đạo đức hơn tôi. Nhưng mà khi lấy tiêu chuẩn thánh của Đức Chúa Trời là Thượng Đế hay là của ông trời từ Kinh Thánh, thì bạn thính giả hãy nghe Kinh Thánh phán: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chính vì sự bất toàn của loài người chúng ta, như vị thính giả đã nói, đấng tối cao nhìn thấy mọi việc xảy ra dưới trần gian này. Và đó cũng là lý do Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế, là ông trời. Vì Chúa thấy loài người vô phương tự cứu mình khỏi tội, mà Chúa lại không muốn một người nào chết mất, muốn mọi người đều ăn năn để được cứu rỗi. Nên Chúa Giê-xu phải giáng thế làm người, chịu chết đền tội cho chúng ta. Kinh Thánh nói về sự giáng thế chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ như sau: đang lúc chúng ta còn là người có tội thì Chúa Giê-xu Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa Giê-xu Christ vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, dân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giê-xu Christ là Chúa. Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rõ những việc Chúa Giê-xu đã làm để cứu loài người khỏi tội lỗi. Những việc đó là: thứ nhất, Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế, là ông trời. Ngài đã làm việc chỉ có trời làm, ấy là cứu loài người ra khỏi tội, ra khỏi quyền lực ma quỷ, ra khỏi tối tăm, đưa cái người tin Chúa đến nơi sáng láng lạ lùng, đưa người tin Chúa quay lại với đấng tạo hóa để họ được phục hồi địa vị là con của đấng tạo hóa. Tôi tin rằng bạn thính giả chắc chắn phải nhìn nhận không ai ngoài Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời có thể thực hiện chương trình cứu rỗi kỳ diệu như thế cho nhân loại. Thứ hai, Chúa Giê-xu đã làm là Ngài là Đức Chúa Trời đã thành nhục thể giống như loài người chúng ta để chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết đền tội cho loài người chúng ta. Sau khi Chúa Giê-xu chịu hết mọi sỉ nhục mà loài người chúng ta đáng phải chịu, nói cách khác, đáng lẽ loài người chúng ta phải chịu bao hình phạt đời này cũng như đời sau, vì tội lỗi của tổ phụ di truyền lại cũng như tội lỗi của chính chúng ta làm ra, thì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời bằng lòng hạ mình xuống làm người mang hết hình phạt thay chúng ta, hầu cho hễ ai tin đến Ngài thì được sự tha tội, được hưởng bình an, được vui thỏa và được một tương lai không phải đi vào nơi địa ngục hình phạt, mà được sự sống vĩnh phúc nơi thiên đàng vinh hiển. Một lần nữa tôi quả quyết rằng với một tấm lòng hướng thiện mưu tìm con đường thoát khỏi địa ngục, vị thính giả của chúng tôi đã nhận ra rằng ngoài Chúa Giê-xu Christ không ai có thể cứu chuộc mình. Điều thứ ba mà Chúa Giê-xu đã làm là Ngài không chết luôn như bao danh nhân, giáo chủ, triết gia, nhưng sau khi chịu chết đền tội cho loài người trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã chịu chôn vào mồ mả, rồi ba ngày sau Chúa Giê-xu đã sống lại ra khỏi mộ như lời Ngài đã phán trước. Chúa Giê-xu còn ở trên đất này 40 ngày để tỏ cho mọi người biết Ngài là sống thật,
rồi Ngài thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của độ 500 người tại núi Olive thành Jerusalem nước Israel. Như vậy, Chúa Giêsu Christ đã làm xong công việc cứu chuộc nhân loại, giải quyết cái gốc tội lỗi đang đè nặng trên cả nhân loại. Trong đó có bạn thính giả cũng như của chính tôi, như lời của vị Thánh Phaolô đã khẳng định, Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Và ông vui mừng để khoe với chúng ta rằng trong những kẻ có tội đó, tôi là người đứng đầu. Nghĩa là ông nhìn nhận ông là người có tội nặng hơn hết thảy. Để cứu loài người khỏi gánh nặng tội lỗi, Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế, là ông trời. Ngài đã làm hết rồi, chỉ cần bạn thính giả hay bất cứ người nào bằng lòng nhận lấy công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu cho chính mình, tức thì người đó được Đức Chúa Trời tha tội, người đó được làm con của Đức Chúa Trời tạo hóa, người đó được hưởng những ngày trời ở trên đất, được hưởng một tương lai vinh hiển cùng Chúa ở trên thiên đàng. Thưa bạn thính giả, Chúa Giêsu đã làm hết cho bạn rồi, bạn chỉ còn lấy đức tin tiếp nhận cho mình. Thế thì tại sao bạn còn cố gắng làm thiện, làm lành, lánh dữ, vô vọng như vậy? Bạn cố gắng làm những việc mà bạn biết chắc hoàn toàn vô ích, thì bạn cố gắng làm gì? Giống như một người mắc nợ đã được một người bạn yêu thương trả hết số nợ đó rồi. Thế mà người mắc nợ cứ cố gắng làm lụng cực nhọc để trả nợ, bạn có thấy là vô lý, là vô ích không? Kinh Thánh nói về việc làm lành lánh dữ của loài người chưa tin Chúa như sao? Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thải đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Trước đây trong một giải đáp giáo lý qua chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia, tôi có thuật lại một cảnh trong phim Triệu Phú Ổ Chuột, lúc chú bé bị té xuống hố phân người, với thân mình đầy phân dơ dáy, đang ở trong hầm. Bà nghĩ điều chú bé đó cần làm là gì? Đúng, điều chú bé đó cần làm là cần được cứu khỏi hầm phân, được tẩy sạch, chứ không phải là làm những việc tốt này, làm những việc tốt khác. Bạn và tôi cũng vậy, chúng ta vốn đang ở dưới hầm tội lỗi gớm ghê. Điều cần không phải là biết gớm ghê tội lỗi rồi lại cứ ở trong hầm gớm ghê đó mà cố gắng làm lành làm thiện, mà chúng ta cần phải được cứu khỏi hầm đó, cần được tẩy sạch. Chính bạn thính giả cũng nhìn nhận sự không chắc chắn của mình khi biết như vậy, sau khi chết lẽ nào chúng tôi phải xuống địa ngục sao? Bạn thính giả ơi, khoan nói sau khi chết, mà nói ngay hiện tại qua cách nói của bạn chứng tỏ bạn cũng đã cảm nhận mình đã tuyệt vọng. Bạn đang cố gắng cách mệt mỏi để làm những việc vô ích, vô vọng. Bạn hãy nghe Chúa Giêsu khuyên mời, ở những kẻ mệt mỏi mà gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bạn hãy ngừng lại, bạn đừng cố gắng nữa. Bạn giống như một người đang sắp chết đuối giữa biển khơi, bạn không biết bơi, thế mà bạn nghe lời người này người kia để bơi kiểu này, bơi kiểu khác, hầu mong được khỏi chết đuối. Bạn càng cố gắng, bạn sẽ càng sớm chết đuối. Bây giờ bạn chỉ cần lấy bàn tay đức tin của mình, nắm lấy chiếc phao cứu rỗi của Chúa Giêsu, Ngài đã ban cho bạn, và nói với Chúa một lời rất là chân thành, đơn giản là: Chúa ơi, cứu con. Tôi quả quyết tức thì bạn sẽ được cứu khỏi tội lỗi, sẽ nhận lấy sự sống vui thỏa từ Chúa ban cho, ngay trong hiện tại cũng như tương lai. Sau khi bạn đã ăn năn tội, tin nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu thế của bạn, không còn ở trong tội lỗi nữa, từ cái niềm vui đó, bạn không cần cố gắng làm lành làm thiện để khỏi xuống địa ngục, vì bạn đã tin Chúa Giêsu rồi. Bạn không còn bị quăng vào địa ngục nữa, mà bạn đã thuộc về thiên đàng. Lúc ấy bạn sẽ vui vẻ tự nhiên làm lành làm thiện như Chúa dạy, để tỏ ra mình giống Đức Chúa Trời là cha của mình, vì Đức Chúa Trời vốn là thiện, sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Lúc bạn đã được cứu rỗi, bạn nghe Chúa Giêsu phán: thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Bạn hãy nếm thử đời sống của người được cứu trong Chúa Giêsu Christ ngay bây giờ đi. Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm,
con chuyến đi lang thang lạc đường về, đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thay ánh sáng Chúa trong đêm mịt mùng, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về bước chân lạc lỡ về bên Cha. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mang. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con.